chào tất cả mọi người, tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay công ty chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế xuống cho anh Hùng tại khu vực phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để khảo sát thiết kế cho anh một ngôi nhà vườn mái thái tại đây. Thì mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi cái quá trình khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato cùng với cung đường số nhà anh Hùng ngày hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2019 để thiết kế cho anh Hùng một căn nhà tại đây nhé. Các bạn vào xem. Đấy, nhưng mà cái ao này là không thuộc quyền sử dụng đất mà chú làm, chỉ là gần như làm từ đây trở lên thôi này. Không, cháu xem sơ đồ đi. Đất sử dụng nhà chú phải lên phân nửa này nữa. Vâng. Ở đây cháu không thấy nó ghi nhưng mà cháu toán thêm. Không, bây giờ nha, đây nha. Cái góc này nha, góc bề góc này, ở đây này. Vâng. Đấy, từ đây là 7m2 với 5m4 nó chạy ra giữa này. Vâng. Cái đường mà chạy cái đất sử dụng này. Vâng. Là hắn chạy vào cái vòng đất lâu năm này này. Vâng. Thì đất lâu năm này là cái góc kia là góc chết, là cái góc này. Dạ. Thế xong ở giữa này, thế nó bắt đầu từ giữa này nó chạy thẳng lên. Rồi. Đấy thì được một nửa cái ao này đúng được không? Nửa cái ao. Như sau mình xây, mình chỉ xây gần như từ đây hất lên thôi này chỗ này. Đấy thì đấy. Đấy. Thì xây từ đây hất lên thôi. Rồi. Đấy thì mặt tiền là chú hướng ra phía bên nhà hàng xóm này này rồi. Bên này. Và một mặt phụ đằng kia. Còn cái góc hẹp nhất là góc chú bảo là góc 9m5 là góc hẹp nhất là góc đây đúng không? Góc trong cái nhà đấy. Đấy thì hai mặt tiền. Đấy thì phải để lối đi cho chú. Rồi, lối đi phải có lối. Và xây thì có thể lấy lưng cái ngôi nhà ở phía này. Lấy lưng bên nhà bên này. Đúng rồi, lấy lưng bên nhà này. Ok chú. Thì sau thoát nước là thoát ra khu vực suối ngoài này đúng không chú? Cười cho nó ra suối. Bể phốt thì mình để ở khu vực bên ngoài này rồi. Chỗ cái ao này tốt. Chứ còn đằng sau nó không có cái hệ thống thoát nước. Cấp điện, cấp nước ở phía đằng trước ngoài đường kia. Rồi bên trong đây là cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà anh Hùng tại khu vực phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thì đây là cái toàn bộ cái không gian khuôn viên khu đất nhà anh, giới hạn bởi cái đường màu đỏ đây, đường hết sạch hết màu đỏ này, cả ra bên ngoài này luôn. Đấy thì cái phần này là phần đất thêm ấy, là phần đất ngoài hành lang. Đây, anh có cung cấp cho cái sổ đỏ đây. Với kích thước này, chiều này 11m9 này. Nó khoanh cái này. 11m9 này, 11m8 này. Đấy, khoanh cái vòng tròn này là cái kích thước thật này. Đấy và các cái kích thước này thì anh em đọc được hết rồi. Đó thì là tôi vẽ lại vào trong đây, tương đối chính xác. Đó thì anh ở đây anh dự kiến xây dựng một ngôi nhà vườn mái thái với hai mặt tiền. Mặt tiền chính là 224 độ Tây Bắc, thì tôi đang đo theo cái la bàn này. Tây Bắc này đang vuông theo cái la bàn này. Đây là hướng về Tây Bắc, từ nhà nó hơi chéo thêm một chút. Đó, và làm hai mặt tiền chính là quay về hướng Tây Bắc. Đây là mặt tiền phụ, cổng vẫn đi vào lối này. Thì sau hệ thống cấp điện, cấp nước là phía đằng trước này vào hết. Thoát là thoát ra khu vực suối ngoài này. Con suối ngoài này. Đấy anh làm hai mặt tiền, mặt bên này và mặt bên này. Thì nhà anh chủ yếu làm về không gian thoáng rộng, thoáng cộng xanh, cách bếp liên kết với nhau, có đảo bếp rộng. Thì chú ý là cái khu vực này là khu vực hẹp nhất này. Đấy, bố trí cho anh cái khu vực này chỉ được 9m8 thôi. Đấy, và anh phải có lối đi ở đằng trước này. Đấy, để lối đi đằng trước này tầm 1.5m. Lối đi phía trước này 1.5m, và khu này là hẹp nhất. Thì nhà anh và nhà bác thì xây từ cái bức tường này, ngang bức tường này hất về phía này. Đấy, ngang với bức tường của nhà này. Ngang này thì nó còn ít đất đấy, hất về phía này. Còn đây thì từ mép cái bờ ao này, bên cạnh bờ ao này hất lên. Đó là cái ngôi nhà của anh. Thì đất ở đây là đất thổ rất là tốt, đất liền thổ hết, xây từ ngang này hất lên này. Đất liền thổ hết. Rồi sao bố trí cho anh hợp lý thôi, góc này góc hẹp nhất 9m8 sao bố trí cho phù hợp. Sau thì nhà bác sẽ lắp cái ao này vào để trồng lan ở khu vực này. Đấy, chỉ xây từ đây hất lên và từ ngang bức tường này hất lên thôi. Sổ đó thì đây rồi, tôi vẽ lại trên đây.
Thank you.